tranh thủ vào đây để live stream chừng 50 phút. Xong là anh Lai lại đi học đấy, đi học K4 đấy, học mất mấy tuần nữa. Nhờ Bảo Minh chia sẻ giúp anh nhá. Tranh thủ nhá, đợt này còn một ít cổ phần giai đoạn 15 cố lên nhá. Chào anh yêu tỷ phú. Cảm ơn Bảo Minh. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Hoan. Tuyệt vời quá, chúc mừng anh Hoan nhá. Facebook của em mới lấy lại cho nên là nhờ anh Hoan chia sẻ cho em nhá. Xin chào chú Lưu Tấn Bình. Một cổ đông rất là tâm huyết với tập đoàn UST. Một cổ đông nhiều tuổi hơn cả chủ tịch. Chú Lưu Tấn Bình là 75 tuổi, còn chủ tịch Anatoly là 74 tuổi. Đang ăn anh, cảm ơn em Bảo Minh. Tuyệt vời quá. Cảm ơn anh Phương Trường. Anh chị em của chú mình chịu khổ, chịu khó một thời gian ngắn nữa thôi. Cảm ơn chú Lưu Tấn Bình. Có thể như là có những tầng lớp là phải trải qua cái sự khổ, khó khăn, thiếu thốn vật chất. Thiếu thốn vật chất thì nó dẫn đến là thiếu thốn tinh thần. Thiếu thốn lắm thứ lắm. Đấy, thiếu thốn luôn cả, đôi lúc còn thiếu thốn cả sức khỏe nữa. Đấy, thiếu thốn tiền bạc là thiếu thốn vật chất đấy, là nó dẫn đến chúng ta thiếu thốn nhiều thứ lắm. Có thể ở trong này là nhiều tuổi là có chú Lưu Tấn Bình này, là chú nó phải trải qua biết bao nhiêu năm rồi, có khó khăn đấy, thiếu thốn đấy. Đó, nhưng mà giờ chúng ta chờ đợi một thời gian ngắn nữa thôi là chúng ta sẽ cảm thấy là niềm vui sướng rồi. Cảm ơn anh Hồ Cường. Cảm ơn bạn Nguyên Lê. Hãy nói mạnh mẽ luôn. Cảm ơn anh Hồ Cường. Chào bạn tỷ phú. Cảm ơn bạn Nguyên Lê. Cảm ơn em Hoàng Nga. Em chào anh Lai. Cảm ơn em Hoàng Nga. Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình đã vào nghe live stream của em Lai. Còn một chút xíu nữa thôi mọi người ạ. Giờ là giai đoạn 15 rồi đúng không ạ? 15.1. Và đây là cái thời điểm mà cả thế giới gặp khó khăn. Cả thế giới gặp khó khăn chứ không riêng gì ở Việt Nam chúng ta. Cả thế giới gặp khó khăn mọi người ạ. Đây là cái lúc mà khó khăn cao điểm nhất. Đấy, đây là cái thời điểm mà khó khăn cao điểm nhất đấy. Nhưng ngược lại đây cũng là thời điểm đẹp nhất. Đấy, đây là cái lúc mà cả thế giới này người ta đang gì ạ? Đang cần tiền. Đấy, công ty nào, doanh nghiệp nào cũng cần tiền. Cá nhân nào cũng cần tiền. Đấy. Chào các cổ đông UST, cảm ơn em Hoàng Nga. Sàn Nasdaq Dubai đã vẫy gọi UST. Cảm ơn anh Hồ Cường, một thông tin rất là tuyệt vời đúng không ạ? Anh chào em Lai nhé, lâu không được nghe em chia sẻ, anh thấy nhớ. Cảm ơn anh Nguyễn Văn Hoan. Lâu không thấy chú Lai, nhớ chú Lai, nay thấy chú rồi vui lắm. Cảm ơn chú Lưu Tấn Bình. Cảm ơn tất cả những tình cảm của tất cả các anh chị em cô chú đã vào nghe live stream của em Lai. Chắc chắn là chúng ta sẽ có được một cái sự nghiệp rất là lớn. Ghi danh muôn thuở luôn. Ghi danh muôn thuở luôn mọi người ạ. Mọi người hãy tưởng tượng đi. Tập đoàn của chúng ta từ những cái năm mà khởi nghiệp, từ những năm 2014, 2015 đúng không ạ? Thì nhiều lần sàn Nasdaq của Mỹ, sàn chứng khoán của Mỹ, sàn Nasdaq của Mỹ đã gì ạ? Đã BIA, đã nói tốt về tập đoàn của chúng ta rất là tốt. Đấy, ý là gì? Ý là sàn Nasdaq của Mỹ là muốn chúng ta là IPO ở trên sàn Nasdaq của Mỹ. Đấy, và anh Cường, anh Hồ Cường thì mới đưa thêm một cái thông tin, đó là sàn Nasdaq của Dubai vẫy gọi tập đoàn, chào mừng tập đoàn. Đấy, mọi người thấy có sung sướng không ạ? Tập đoàn của chúng ta, cả thế giới này sẽ tranh nhau. Cả thế giới này sẽ tranh nhau. Tranh nhau về cổ phần, tranh nhau về công nghệ, đúng không ạ? Tranh nhau để mà sử dụng công nghệ, tranh nhau để mà được sử dụng công nghệ của tập đoàn. Rồi những cái công ty, những cái doanh nghiệp, những cái tập đoàn mà bên thi công hay là bên cung ứng vật tư, người ta cũng tranh nhau luôn để người ta hợp tác với tập đoàn UST của chúng ta. Đấy. Cảm ơn bạn Ngô Hải. Quá tuyệt vời đúng không ạ? Không còn cái niềm vui nào vui hơn đâu mọi người ạ. Không còn cái niềm vui nào vui hơn đâu. Thứ nhất á,
là tập đoàn của chúng ta hợp đồng thì có rất là nhiều, công việc thì chúng ta là gì, cuối năm 2022 là chúng ta đã được thông báo rồi, công việc của chúng ta là 5 năm tới chúng ta không có lo thiếu việc đó, đúng không ạ? Quỹ huy động vốn WC đã gì ạ, lên lịch làm việc cho chúng ta là 10 năm tới đấy. Thế thì giờ chúng ta đâu còn phải lo lắng cái gì nữa đâu, đúng không ạ? Chúng ta không có lo thiếu việc làm đấy, công ty của chúng ta là không có lo thiếu việc làm rồi đấy. Cảm ơn Đỗ Tình, cảm ơn Nguyễn Đạo. Chúng ta sẽ giàu và giàu theo cấp độ. Cảm ơn anh Hồ Cường. Chắc chắn là chúng ta sẽ giàu, mà chúng ta sẽ là giàu mà giàu to, giàu bền vững luôn đấy mọi người. Hello bạn, cảm ơn bạn Ngô Hải. Tuyệt vời quá, chúc mừng bạn. Chúc mừng cho tất cả những những chiến binh. Chúng ta là những người đi đầu, những nhà đầu tư thiên thần. Đó, chúng ta là những người vượt qua được những cái những cái lời bàn tán của xã hội, những cái nghi ngờ của người thân, nghi ngờ của bạn bè, nghi ngờ của gia đình. Đấy, chúng ta vượt qua được những cái lời nói mà khó nghe, những cái sự hiểu lầm của xã hội, đúng không ạ? Cảm ơn chị Nguyễn Thị Nhung. Bên Dubai mới mua 18 triệu đô cổ phần. Tuyệt vời quá, đúng không ạ? Cảm ơn anh Hồ Cường. Vậy là Dubai là mua thêm 18 triệu đô. Vậy là cái tin này là quá mới đấy, em giờ mới biết. Cảm ơn anh Hồ Cường. Đấy, đúng không ạ? Mọi người thấy có vui không ạ? Quá vui luôn, đúng không ạ? Quá vui luôn. Cảm ơn cô Phan Lịch. Trong lúc này là cái lúc mà chúng ta đang chúng ta đang là phải vượt qua những cái khó khăn của 3 năm vừa rồi. Vừa là suy thoái kinh tế, vừa là dịch bệnh, đúng không ạ? Vừa là chiến tranh, ảnh hưởng đủ thứ. Gia đình nào cũng gặp khó khăn. Ở trên cái thế giới này 8 tỷ người, gia đình nào cũng gặp khó khăn mọi người. Người làm ăn lớn thì người ta gặp khó khăn lớn. Người làm ăn chung chung, vừa vừa thôi thì người ta gặp khó khăn chung chung. Người làm ăn nhỏ thì gặp khó khăn nhỏ mọi người. Đó. Cảm ơn Nông Tuyền. Nông Tuyền. Chào anh, cảm ơn Nông Tuyền. Nhưng mà trong lúc khó khăn, khó khăn thì nó mới sinh ra là gì ạ? Trong lúc khó khăn này nó mới sinh ra là anh hùng. Đó, anh hùng là anh hùng sinh ra trong thời loạn. Đây là cái thời điểm để cho anh chị em của chú mình, đúng không ạ? Đây là cái thời điểm để cho anh chị em của chú mình nhìn thấy, đúng không ạ? Anh chị em của chú mình tự tin thấy rằng tập đoàn, đúng không ạ? Ở trên thế giới này hơn 200 quốc gia là gì ạ? Chỉ có tập đoàn WT là cái tập đoàn mà gì ạ? Trong lúc mà cả thế giới này các doanh nghiệp lớn ở toàn cầu người ta cắt giảm biên chế hàng chục nghìn công nhân viên, thì chỉ có là tập đoàn WT của chúng ta là gì ạ? Tuyển thêm công nhân viên, hợp tác thêm, đúng không ạ? Hợp đồng thì chúng ta có trong vòng 5 năm tới để làm việc rồi. Tuyển thêm công nhân viên. Đó là cái điều mà chúng ta xứng đáng, chúng ta được tự hào về cái quyết định của chúng ta. Đó. Cảm ơn em Lê Nho Hiến. Chào anh Lai, cảm ơn anh Duy. Cảm ơn bạn Ngô Huyền. Chào bạn Gà Trống nhé. Cảm ơn bạn Ngô Huyền, cảm ơn chị Nguyễn Quyên. Chào bạn Lai, chào anh chị em cổ đông UST. Cảm ơn chị Nguyễn Quyên, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Chúng ta được quyền tự hào. Chúng ta được quyền tự hào. Và gì ạ? Ngẩng mặt cao đầu lên, đúng không ạ? Ngẩng mặt cao đầu lên. Tại sao ạ? Tại sao ạ? Tại vì chúng ta vượt qua được những cái gì ạ? Cái lời dị nghị, vượt qua được cái sự hiểu lầm. Đó. Biết bao nhiêu lần TV, báo chí, đúng không ạ? Người ta nói tốt thì rất là ít, đúng không ạ? Thỉnh thoảng cũng có một vài cái video nói tốt, thỉnh thoảng cũng có một vài bài báo nói tốt. Nhưng mà số đông thì là gì ạ? Có rất nhiều những bài báo, đúng không ạ? Có rất nhiều những video, có rất nhiều những mà gì ạ? Có rất nhiều những cái thông tin chưa tốt. Hay nói cách khác là có rất nhiều những thông tin bôi nhọ tập đoàn. Đó. Có rất nhiều những thông tin bôi nhọ tập đoàn. Đó. Nhưng mà anh chị em cô chú chúng ta vẫn vượt qua được.
Đó là cái điều tuyệt vời nhất mọi người ạ. Mọi người hãy tưởng tượng đi. Mọi người hãy tưởng tượng đi. Từ thời mà có tivi đến giờ, từ thời mà có báo chí đến giờ, đã người nào được tivi, đã người nào được báo chí nói cho một cái cơ hội đầu tư chưa ạ? Chỉ cho một cái cơ hội mà đầu tư mà làm giàu chưa ạ? À chắc chưa đâu ạ. À chắc chưa đâu ạ. Chào cả nhà tỷ phú tương lai nhé. À chào, cảm ơn chị Nguyễn Thị Nhung. Mình có được coi là người giàu chưa? À mình có được hỏi là người giàu chưa? À có được coi là người giàu chưa? Cảm ơn bạn Ngô Hải. À chúc mừng cho bạn Ngô Hải tham gia vào trong cộng đồng UST này. Anh chị em cô chú mình nắm giữ cổ phần của tập đoàn là chúng ta chiến thắng ngay cái thời điểm mà chúng ta gật đầu. Chúng ta chiến thắng luôn tại thời điểm mà chúng ta gật đầu, chúng ta đồng ý. Tại sao ạ? Tại sao thế ạ? Một cái tập đoàn khổng lồ lớn nhất của thế kỷ, đúng không ạ? Một tập đoàn lớn nhất của thế kỷ, một tập đoàn đa ngành nghề, cả cái thế giới này cần, đang sử dụng công nghệ của tập đoàn, cả thế giới này sẽ sử dụng công nghệ của tập đoàn. Vậy có phải là chúng ta đã gì ạ? Chúng ta đã là thành công ngay tại thời điểm mà chúng ta đồng ý góp vốn vào, chúng ta sở hữu cổ phần của tập đoàn hay không? Đúng không ạ? Ông chủ tịch phải mất gần 50 năm để nghiên cứu. Ông chủ tịch mất cả cuộc đời cho cái tập đoàn này. Năm nay ông ấy 74 tuổi. Đúng không ạ? Và chúng ta là gì ạ? Chúng ta là những người đi sau, chúng ta là những người mà góp vốn vào đi sau. Chúng ta góp vốn vào, chúng ta thành công ngay cái thời điểm mà chúng ta gật đầu. Ngay thời điểm chúng ta gật đầu góp vốn là chúng ta là người thành công rồi. Chúng ta nắm cổ phần gốc ở trong tay là chúng ta là người thành công rồi. Đấy, chúc mừng cho bạn Ngô Hải nhá. Tuyệt vời quá, chúc mừng cho tất cả các anh chị em cô chú mình. Cứ có cổ phần là ai cũng giàu hết. À cảm ơn bạn Ngô Huyền. Chị chào em Trung Lai, lâu lắm mới thấy em, sao vậy? À cảm ơn chị Trần Hương. À, Facebook của em nó bị sự cố, nó bị treo, cho nên là em phải lập một cái Facebook mới lên để em phát livestream. Tại vì cũng rất là nhớ tất cả anh chị em cô chú mình. Đó, rất là tiếc bị cái Facebook kia nó có mấy nghìn người theo dõi, cho phát lên là rất là nhiều người xem. Đó, nhưng mà Facebook này thì rất còn đang ít anh chị em cô chú mình biết. Đó, cho nên là ai mà chưa đăng ký kênh Facebook của em like thì mọi người cứ đăng ký kênh giúp em like. Cảm ơn chị Minh Hồng. Chào em nhé, lâu không thấy livestream. Cảm ơn chị Minh Hồng. À, em chào cả nhà UST, cảm ơn Đỗ Tình. Chào anh Lai nha, cảm ơn Trần Hà. Cảm ơn tất cả các anh chị em, cô chú mình đã vào nghe livestream của em Lai. Mọi người hãy tưởng tượng đi. Mọi người hãy tưởng tượng đi. 8 tỷ người, hơn 8 tỷ người, không phải ai cũng có cổ phần của cái tập đoàn này đâu. Không phải ai cũng có đâu. Ngày hôm nay chúng ta còn gì ạ? Chúng ta còn có thể mà nắm giữ được cổ phần. Xin hỏi xin thưa với mọi người á, lên sàn rồi, nhà giàu cũng không có tiền mà mua đâu. Đấy, lên sàn rồi là nhà giàu cũng không có tiền mà mua đâu. Chưa nói đến là trung lưu, chưa nói đến là cái giới trung lưu. Giới trung lưu cũng chưa chắc có tiền mà mua đâu. Rồi còn giới nhà nghèo thì thôi, biết rồi, nhà nghèo thì quên đi. Nhà nghèo là quên luôn. Nếu mà đợi lên sàn là nhà nghèo quên luôn. Tại sao thế ạ? Tại sao mà là nhà nghèo quên luôn đi ạ? Cảm ơn Nguyễn Khang. Ví dụ mọi người tưởng tượng đi, cổ phần của Facebook ví dụ như thế đi, 258 đô. Ví dụ như là cổ phần của Tesla đi, 200 đô. Ví dụ như là cổ phần của Tesla 200 đô là 4,8 triệu một cổ phiếu. Một cổ phiếu 4,8 triệu. Một cổ phiếu 4,8 triệu. 10 cổ phiếu 48 triệu. 100 cổ phiếu 480 triệu. 1000 cổ phiếu 4,8 tỷ. Tiền ở đâu mà mua? Tiền ở đâu mà mua? Nào nhà nghèo lấy đâu tiền mà mua? Có đúng không ạ? Nhà nghèo không có tiền mà mua đâu. Trung lưu cũng không có tiền mà mua. Trung lưu cũng không có tiền mà mua. Công nhân, lao động phổ thông, lao động tự do, công nhân viên chức nhà nước, các tầng lớp ở xã hội Việt Nam, trung bình một người đang ở độ tuổi lao động với mức lương trung bình 10 triệu một người một tháng, khoảng 400 đô. Thế thì tiền đâu mà mua?
không có dư đâu. Đấy, cho nên là anh chị em của chúng mình hãy là gì ạ? Chúng ta hãy cảm ơn chính mình, cảm ơn chính bản thân mình. Tại sao chúng ta lại may mắn thế? Tại sao chúng ta lại gặp được cơ hội tốt thế? Tại sao lại gặp được là gì ạ? May mắn, đúng không ạ? Có rất nhiều lý do, bản thân em Lai cũng luôn cảm ơn chính mình, cảm ơn người trao cho mình cơ hội, đúng không ạ? Tại sao thế ạ? Tại sao mà ở Việt Nam 6-7 năm không ai nói với mình? Tại sao thế ạ? Tại sao mà 6-7 năm ở Việt Nam, cái dự án UST này có mặt ở Việt Nam từ năm 2016 mà đến tận năm 2022 em Lai mới biết này, đúng không ạ? Rất nhiều người thân, rất nhiều người quen, rất nhiều bạn bè, rất nhiều những người quen ở ngoài xã hội, tại sao không ai nói với mình? Đó, tại sao không ai nói với mình từ năm 2016, 17, 18? Đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ vẫn là không muộn. Bây giờ ai biết đến vẫn là tuyệt vời. Đó. Giá như mình cũng có cổ phần Facebook hoặc cổ phần của doanh nghiệp khác thì bây giờ khác anh nhỉ? À, cảm ơn Mixi, tuyệt vời quá, đúng không ạ? À, cảm ơn Kiều Phượng, em chào anh Trung Lai. Cảm ơn Kiều Phượng, xin chào các cô chú anh chị em đang xem live stream ạ. Cảm ơn Kiều Phượng rất nhiều. Dubai chen chân vào UST chắc chắn sẽ sớm kết thúc kêu gọi vốn trong vài tháng tới. À, cảm ơn anh Hồ Cường. À, đến giai đoạn này không có chiết khấu cao dành cho những gói nhỏ nữa rồi. À, cảm ơn bạn Ngô Huyền. À, cảm ơn bạn Lăng Tím. Đúng ạ, quá tuyệt vời. Anh Hồ Cường có đưa cho một cái thông tin, đó là bên Dubai có nhà đầu tư thêm là 18 triệu đô. 18 triệu đô thì cũng tương đối nhiều tiền đấy mọi người ạ. 20 triệu đô là nó tương đương với 480 tỷ. 1 triệu đô thì nó là bao nhiêu ạ? 1 triệu đô là 24 tỷ. 10 triệu đô là 240 tỷ. 20 triệu đô thì là 480 tỷ. 480 tỷ trừ đi 48 tỷ. Đấy. Thế thì còn khoảng đâu đó khoảng là 440 tỷ. Đấy, gần 440 tỷ, nhiều lắm. Mà đấy là chỉ có một thành viên ở bên Dubai thôi. Chưa tính đến cộng đồng trên toàn cầu. Đó, chưa tính đến thành viên trên toàn cầu. Đó. À, cảm ơn chị Nguyễn Thị Hoa. Giá vẫn còn rẻ hơn giá trị thực của nó. Đúng rồi, bạn Ngô Huyền nói đúng. À, cảm ơn bạn Ngô Huyền rất là nhiều. Anh chị em cô chú mình tưởng tượng thế này đi. Tập đoàn xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hôm trước, cách đây khoảng 2-3 tháng gì đấy, 2 tháng đi, khoảng 2 tháng đi. Tập đoàn xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có bán cổ phần ra công chúng. Đó, bán cổ phần ra công chúng. Giống như tập đoàn UST của chúng ta đang là gì ạ? Huy động vốn cộng đồng. Đó. Với cái đơn giá là bao nhiêu ạ? 3,2 đô trên một cổ phần của hãng xe VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. 3,2 đô. Đấy, 3,2 đô, xin nhắc lại là 3,2 đô trên một cổ phần của hãng xe điện VinFast. Đó. Và gì ạ? Và cái thông tin em Lai nhận được ấy thì ngày hôm qua đang từ là gì ạ? 3,2 đô xuống giá còn là 2,5 đô. Tức là mỗi một cổ phần bán ra giảm đi đâu đó 0,7 đô. À, nó tương đương với lại là 7214, 7428. Nó tương đương với lại là bao nhiêu? À gì? À, 7214, 7428. Nó là 16.800, nó tương đương với lại là 17.000. Đó, tức là gì ạ? Hôm trước là bán ra công chúng, huy động vốn trên công chúng là bán ra là 3,2 đô. Đấy, 3,2 đô. 3 đô thì nó tương đương với 72.000. Đó, cộng với lại là 2 nữa thì nó ra khoảng là 72.000 cộng với 5.000 nữa đi. Được không? Khoảng 75.000 một cổ phần. Thì hôm qua có tụt giá xuống, giảm đi đấy. Giảm đi khoảng là 17.000. Đó. Trong lúc này cả thế giới đang gặp khó khăn. Trong lúc này toàn cầu gặp khó khăn. Càng những doanh nghiệp lớn, càng những công ty lớn càng gặp khó khăn. Đó. Nhưng đây cũng lại là thời điểm đẹp tuyệt vời. Đây cũng là thời điểm đẹp tuyệt vời. Tại sao ạ? Tại vì nếu như các công ty, các tập đoàn người ta không gặp khó khăn, đúng không ạ? Thì có thể là có những người vẫn đang đi làm công nhân, có những người vẫn cuộc sống vẫn đang ổn. Nhưng trong cái lúc mà gì ạ? Trong cái lúc mà người Trung Quốc người ta có một cái câu thế này nè. Trong cái rủi thì nó có cái may, trong cái
Họa thì nó có cái phúc, đôi lúc trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta gặp bất ổn về công việc, bất ổn về tài chính, bất ổn về cuộc sống, gặp rất rất nhiều những cái bất ổn. Đôi lúc chúng ta lại từ cái bất ổn đó, chúng ta gặp được cái cơ hội tham gia vào tập đoàn UST này. Đó, cái điều đó là em Lai rất trân trọng, rất trân trọng mọi người ạ. Tại sao ạ? Có phải rằng 8 tỷ người đều cần một cái cơ hội làm giàu không ạ? Chắc chắn là cần. Đấy, không ai mà không cần tiền cả, chắc chắn là cần. Nhưng mà không phải ai cũng được chia sẻ cái cơ hội để biết đến tham gia vào cộng đồng nhà đầu tư UST. Đó, có thể ngày hôm nay chúng ta không có nhiều tiền thì chúng ta có thể làm đối tác, giống như em Lai, giống như tất cả anh chị em của chú mình ở đây, đúng không ạ? Làm đối tác để chúng ta gì ạ? Chúng ta lấy công. Lấy công rồi chúng ta là gì ạ? Chúng ta muốn thì chúng ta góp vốn vào, chúng ta nắm giữ cổ phần. Còn nếu mà chúng ta không muốn thì chúng ta lấy cái tiền phần trăm, chúng ta có thể là chi tiêu, chúng ta chi tiêu cho cuộc sống. Được mà, ổn mà, không sao cả, đúng không ạ? Chúng ta làm cái gì cũng là làm thôi. Giáo viên thì cũng là đi làm, thợ hồ cũng là đi làm, đúng không ạ? Công nhân cũng là đi làm, công an, bộ đội cũng là đi làm, bác sĩ gì cũng là đi làm thôi. Tất cả mọi thứ là đều là đi làm hết. Đó, đúng không ạ? Hello anh Trung Lai, cảm ơn Phạm Kiên. Sau này chắc chắn sẽ có người nói với em câu giá như. Cảm ơn Missy. Cảm ơn chị Ngô Tình. Đúng không ạ? Làm cái gì cũng là đi làm thôi. Giáo viên thì cũng là đi làm về kiếm tiền, bác sĩ thì cũng là đi làm kiếm tiền, đúng không ạ? Công nhân khu công nghiệp cũng là đi làm kiếm tiền, xuất khẩu lao động cũng là đi làm kiếm tiền. Đó, tất cả đều là đi làm kiếm tiền, đúng không ạ? Nhưng ít người nói với chúng ta là gì ạ? Tham gia vào đầu tư lắm. Ít người nói với chúng ta là tham gia vào đầu tư lắm, đúng không ạ? Tại sao ạ? Tại vì đất nước Việt Nam chúng ta là một cái đất nước còn phụ thuộc rất nhiều vào nền nông nghiệp. Đất nước Việt Nam chúng ta còn phụ thuộc rất rất nhiều vào nền nông nghiệp, đúng không ạ? Công nghiệp thì chúng ta chỉ là gì ạ? Công nghiệp chúng ta đa phần chỉ là công nghiệp nhẹ thôi, lắp ráp may vá thôi, đúng không ạ? Những cái đơn giản thôi. Chứ còn nếu mà về khoa học thì chúng ta chưa có nhiều khoa học. Đó, đa phần là làm công cho thế giới thôi. Đó. Cảm ơn Huyền Huyền. Cảm ơn Nguyễn Quyên, mà đi làm là phải có tiền công. Cảm ơn chị Nguyễn Quyên. Tuyệt vời quá, đúng không ạ? Đúng, chị Nguyễn Quyên nói đúng đấy ạ. Ai đi làm thì cũng phải có công hết mọi người. Làm gì cũng phải có công hết. Phụ hồ cũng phải có công mới đi làm, đúng không ạ? Xuất khẩu lao động thì cũng phải có công mới đi làm. Làm công nhân khu công nghiệp cũng phải là có công mới đi làm. Bác sĩ, bộ đội, công an, giáo viên, ai đi làm thì cũng phải có công thì mới đi làm, đúng không ạ? Nhưng mà gần như không có cái kênh nào ở TV, kênh nào ở báo chí nói cho anh chị em cô chú mình biết được, đúng không ạ? Là tham gia vào đầu tư tài chính, tham gia vào đầu tư nắm giữ cổ phần doanh nghiệp trước IPO. Tại sao thế ạ? Tại sao thế ạ? Tại vì nhìn thẳng vào vấn đề thì người ta không biết lấy gì mà người ta nói, đúng không ạ? Anh chị em cô chú mình hãy tưởng tượng đi. Ví dụ như là ở trong này có chú Lưu Tấn Bình là thành viên cao tuổi nhất, 75 tuổi, hay là cô Phan Lịch. Có thể cả cuộc đời chú Lưu Tấn Bình đi học, hay là cô Phan Lịch đi học, hay là anh chị em của chú mình ở đây, những ai đó đã từng đến trường để học, thì không có trường lớp nào dạy cho chúng ta biết là gì ạ? Đầu tư tài chính cả. Không có cái trường lớp nào dạy cho chúng ta biết thế nào là phân biệt, thế nào là tài sản, tiêu sản cả. Đó, đúng không ạ? Và em Lai có nghe một cái câu nói ở đâu đó: trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, hay là gì ạ? Học phổ thông, các loại trường học thì chỉ dạy cho chúng ta là gì ạ? Học xong để làm công nhân thôi. Dạy xong để dạy cho chúng ta, đào tạo chúng ta để học xong để làm công nhân thôi, để làm người đi làm thuê thôi mọi người. Gần như không có trường lớp nào dạy cho chúng ta là còn có một cơ hội nữa, chúng ta có thể chọn làm công nhân một khoảng thời gian ngắn thôi, chúng ta có thể làm chủ, đúng không ạ? Gần như các trường lớp từ lớp 1 cho đến lớp 12, sang đến trung cấp, sang đến cao đẳng, sang đến đại học, thậm chí là sang đến sau đại học,
gần như không có một cái trường lớp nào dạy cho anh chị em của chúng mình biết được. Còn có một cái hướng khác, chúng ta có thể là làm nhà đầu tư, chúng ta có thể làm ông chủ. Tại sao không? Thế giới người ta làm được, tại sao mình không? Đúng không ạ? Thế giới người ta làm được mà tại sao mình không? Người ta cũng người, mình cũng người. Đúng không ạ? Chứ có phải là người ta người bằng nhôm đâu, người mình người bằng thịt đâu, đúng không ạ? Người ta làm được, mình cũng làm được mọi người ạ. À, đây là đầu tư giá trị vào doanh nghiệp. Cảm ơn anh Hồ Cường, cảm ơn anh Huỳnh Dũng. Chào em Trung Lai. À, có cô chú cổ đông UST hôm nay chị mời được xem em Trung Lai phát trực tiếp. À, tuyệt vời quá, cảm ơn chị Huyền Huyền. À, chúc mừng cho thành viên nào đó được chị Huyền Huyền chia sẻ. Đó. Thực tế thì em tin chắc chắn rằng bất kể ai trong đó có em Lai, đúng không ạ, khi biết đến UST này luôn luôn biết ơn đến Ngài Chủ tịch. Biết ơn đến Ngài Chủ tịch là người đầu tiên, đúng không ạ, một vĩ nhân, đúng không ạ, hết lời, không còn cái từ nào mà bảo là để mà khen Ngài cho là tốt đẹp hơn nữa, đúng không ạ, một vĩ nhân, một nhà khoa học, được cả cái thế giới này người ta trân trọng cho mọi người. Đó. Và chúng ta ở đây là chúng ta là những người may mắn. Nếu như mà gì ạ, ví dụ như là ngày xưa ông Obama mà ông không ký cái đạo luật thì không có huy động vốn cộng đồng. Nếu như em Triệu Tâm mà không mang cái cơ hội này về để mà chia sẻ cho người dân Việt Nam chúng ta thì có thể là Việt Nam chúng ta làm sao mà biết được, làm gì có ai biết mà nắm giữ cổ phần, đúng không ạ? Nhưng mà 7 năm qua ở Việt Nam chúng ta đâu đó có khoảng hơn 300.000 người rồi mọi người. Hơn 300.000 người. Mỗi một cái tài khoản thì nó liên quan đến một gia đình, thậm chí là liên quan đến nhiều gia đình. 300.000 người này nó liên quan đến khoảng đâu đó khoảng hơn 1 triệu người, hơn 1 triệu con người. Đó. Sang trang mới luôn. Sang trang mới luôn đấy mọi người. Đó. Và em Lai cũng tin chắc chắn rằng anh chị em của chú mình ở đây, những người nắm giữ cổ phần, mình cũng luôn biết ơn, luôn cảm ơn cái người đã mang cho mình cái cơ hội đó, đúng không ạ? Chắc chắn là như thế mọi người. Chắc chắn là như thế. Rất là hạnh phúc mọi người. Em Lai chỉ hy vọng rằng tất cả các anh chị em của chú mình biết đến UST. Việc đầu tiên là anh chị em của chú mình hãy gì ạ? Hãy đăng ký ngay cho em. Hãy đăng ký ngay cho em luôn, đăng ký ngay và luôn. Sợ mất tiền đúng không ạ? Sợ mất tiền đăng ký 50 đô thôi, 1 triệu 2 thôi. Đăng ký luôn. Ở cuộc đời này với em Lai, với góc nhìn cá nhân của em Lai thì cái quý nhất đó là chính mình chứ không phải tiền. Cái quý nhất là chính mình chứ không phải tiền. Tiền mình có thể làm ra được mọi người. Tiền hôm nay chưa giàu, sang năm có thể giàu. Sang năm chưa giàu, 3 năm nữa, 5 năm nữa, 10 năm nữa sẽ giàu. Nhưng mà cái quý nhất là cái bản thân mình. Đó. Và chúng ta may mắn, đúng không ạ? Chúng ta biết đến cái cơ hội tốt. Không phải cơ hội tốt đã đến với mình không đâu mọi người. Có thể cả gia đình chỉ cần một người có cổ phần thôi, đúng không ạ? Là cả cái gia đình đó sang trang mới. Thậm chí là cả cái dòng họ sang trang mới luôn. Nhiều những người xung quanh mình sang một cái trang mới luôn mọi người. Đó. Anh chị em của chúng mình hãy tưởng tượng đi. Ở Việt Nam, con cháu của anh chị em của chúng mình có học giỏi đi chăng nữa, học giỏi đi chăng nữa, có công ăn việc làm ngon lành không ạ? Có, nhưng mà không nhiều. Em Lai đồng ý là có công việc làm ngon lành. Có, nhưng mà không nhiều. Số đa là lam lũ lắm mọi người. Số đa là lam lũ lắm. Tại sao thế ạ? Tại vì Việt Nam chúng ta là còn một đất nước còn chưa thoát khỏi lạc hậu, là cái thứ nhất. Thứ hai là nền nông nghiệp lạc hậu. Thứ ba là công nghiệp chưa có gì cả. Công ăn việc làm thiếu. Chính vì vậy cho nên người dân Việt Nam chúng ta phải đi xuất khẩu nhiều là vì vậy. Chính vì vậy cho nên là các em học sinh trên toàn cái đất nước này học xong lớp 12 không muốn thi vào trường ngành nghề nào đó là vì như vậy. Tại sao ạ? Gần như là thừa rất rất nhiều mọi người ạ. Ví dụ như học xong mà y tá bác sĩ học xong thì không có chỗ mà xin việc. Giáo viên học xong cũng không có chỗ mà xin việc. Đúng không ạ? Học kế toán, kiểm toán gì gì xong ra không có chỗ mà xin việc. Thế thì làm gì ạ? Thế thì làm gì nữa ạ? Thế đi bốc vác, chạy xe lôi, xe ôm, rồi đi bán hàng và làm những cái công việc mà rất là mệt mỏi, mà thậm chí còn không có việc mà làm ấy mọi người ạ.
nhưng cũng không có TV đài báo nào nói cho anh chị em của chú mình biết là ở cái thế giới bây giờ, công nghệ thông tin bây giờ, thế giới phẳng, thông tin phẳng, chúng ta có thể ngồi ở nhà, chúng ta có thể ngồi ở nhà, ngồi ngay tại ngôi nhà nhà mình, kiếm được tiền, làm giàu được. Tại sao không? Chúng ta có thể ngồi ngay ở trong nhà nhà mình, có thể kiếm tiền được trên toàn cầu. Không phải kiếm có loanh quanh ở cái đất nước Việt Nam chúng ta không đâu mọi người ạ. Chúng ta có thể kiếm tiền trên toàn cầu. Chỉ cần một cái điện thoại thôi là chúng ta có thể là kiếm tiền ở Mỹ, kiếm tiền ở Nhật, kiếm tiền ở trên toàn cầu luôn. Chỉ cần một cái điện thoại thôi mọi người. Đó. Ngon không ạ? Đơn giản không ạ? Quá đơn giản đúng không ạ? Em Lai nói chuẩn. Cảm ơn chị Huyền Huyền. Bằng cấp bỏ xó đi làm công nhân. Cảm ơn bạn Ngô Hải. Cảm ơn Chu Văn. Em chào anh Trung Lai và cổ đông UST. Cảm ơn Chu Văn. Cảm ơn chị Nguyễn Trinh. Cảm ơn anh Huỳnh Dũng. Cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Em Lai tin á, rất là tin. Ai đó chỉ cần gì ạ? Chỉ cần có cho em một tí cổ phần thôi. Có một tí cổ phần thôi, xong bắt đầu quay lại tìm hiểu. Đó, tìm hiểu thật là kỹ. Tìm hiểu thì chắc chắn là sẽ nghe TV, đài báo. 10 cái video thì nó sẽ có 1, 2 cái video là nói tốt. Và đâu đó nó khoảng 7 đến 8 cái video ấy, thì nó nói là đa cấp, là lừa đảo, là bánh vẽ, là tùm lum ấy. Đó. Nhưng mà em lại xin thưa với mọi người là cái tập đoàn này nó có mặt ở trên toàn cầu 9 năm nay, từ năm 2014 cho đến giờ là 9 năm. Được chưa ạ? Trên toàn cầu không vi phạm pháp luật của một quốc gia nào hết. Hợp pháp. Sản phẩm thật, công ty thật, người thật, việc thật. Đúng không ạ? Ví dụ anh chị em cô chú nào phản biện với em Lai là cái tập đoàn này làm ăn láo lếu. Ví dụ như thế, ví dụ bảo ở lừa đảo hay là bánh vẽ hay là gì gì. Nghe đài báo TV nói ở đâu đó là như thế. Thì có thể là nếu như mình, ví dụ mình chưa tin, thì hãy tìm lấy những cái bằng chứng giúp em Lai. Đó, tìm lấy những cái bằng chứng giúp em Lai. Đó. Đừng phụ thuộc quá vào TV, đài báo, các kênh báo chí. Đúng không ạ? Vì TV, đài báo thì người ta là kênh truyền thông. Tiếng nói, truyền thông nó chỉ là mang tiếng chung chung thôi. Mọi người có đồng ý không ạ? Chung chung thôi. Chứ không phải là đọc ở đâu đó, nghe ở đâu đó là Bộ Công an cảnh báo. Xin thưa với mọi người ạ, nếu như cái thông tin là Bộ Công an cảnh báo thì nó phải là thông tin chính thức từ trong cổng thông tin điện tử của Bộ Công an. Đó, và em tin chắc chắn rằng nếu anh chị em của chú mình chịu khó tìm hiểu thì mọi người sẽ yên tâm, mọi người sẽ tự tin là cơ hội tốt. Đó. Còn nếu ai vẫn chưa tin thì mọi người có thể là gì ạ? Vào trực tiếp tận Bộ Công an để hỏi. Đó, chúng ta công dân mà, chúng ta công dân, chúng ta là người dân Việt Nam, chúng ta sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật của Việt Nam. Chúng ta được làm những cái việc gì mà pháp luật không cấm. Đó, chúng ta được phép vào trong Bộ Công an. Được chưa? Chúng ta được phép vào để hỏi. Hỏi xem cái tập đoàn UST này có lừa đảo ở Việt Nam không? Có lừa ai không? Có bằng chứng không? Có tang chứng không? Có vật chứng không? Chúng ta có quyền được hỏi. Để làm sao ạ? Để chúng ta không đánh mất cái cơ hội này. Chúng ta không bỏ lỡ cái cơ hội này. Được không ạ? Rất nhiều người nghe đến Bộ Công an cảnh báo hay là gì ạ? Đa cấp biến tướng. Sợ quá. Chạy luôn. Mất luôn. Đáng tiếc không ạ? Rất là đáng tiếc. Em xin thưa với mọi người ạ. Bộ Công an cảnh báo, đó là cái từ của tờ báo người ta viết ra. Em chưa nói đến vấn đề là lạm quyền, vượt quyền. Em chưa nói đến vấn đề là vượt quyền, lạm quyền. Đó. Và 7 năm, mọi người có tin không ạ? 7 năm ở đất nước Việt Nam này, tỉnh nào cũng có nhà đầu tư. Tính đến thời điểm này, ở Việt Nam đâu đó khoảng hơn 300.000 nhà đầu tư. 7 năm. Vậy mọi người đã yên tâm chưa ạ? Mọi người cứ tưởng tượng đi. Mọi người tưởng tượng đi. Không có một cái tập đoàn nào mà làm ăn mà lại lừa đảo được trên toàn cái thế giới này cả. Đặc biệt là lừa đảo ở Việt Nam 7 năm thì không có đâu mọi người. Đó. Công an Việt Nam là siêu giỏi. Lừa đảo mà trốn đến sang tận Đức,
trốn sang tận Thái Lan còn bị bắt cơ, chứ đừng nói là lừa đảo loanh quanh ở trong nước. Đó. Cảm ơn Sửa Mai Hoa Cường, anh Lai đồng ý kết bạn với em nhé. Cảm ơn em, cảm ơn Ngô Huyền, công an họ đầu tư cũng khá nhiều đó bạn. À đúng rồi, bạn Ngô Huyền nói đúng. Rất nhiều công an, rất nhiều luật sư, bộ đội đầu tư vào trong tập đoàn này. À, mọi người yên tâm đi, đừng có lo. À, chúng ta tham gia vào theo đạo luật, à, đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của Việt Nam. Cảm ơn anh Hồ Cường, đại tá công an cũng là thành viên UST. Cảm ơn anh Hồ Cường. Gần hết rồi anh ạ, à, giai đoạn cuối cá mập nhiều quá. Em thì sốt ruột, sợ hết, không đạt mục tiêu. Cảm ơn Hương Lê. Em chào anh, chia sẻ hay quá, rất tự tin về tập đoàn của chúng ta. Cảm ơn Hà Trinh, cảm ơn Đàm Hiền, à, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. À, bình luận nó chạy nhanh quá mà có ai mà em chưa đọc tên thì mọi người thông cảm. Đó. Vì sao ạ? Vì sao mà em lại là nói những cái vấn đề đó lên đây? Vì chúng ta có 100 triệu dân. Chúng ta là một đất nước nghèo. Cổng thông tin báo chí truyền thông của Việt Nam chúng ta có khoảng 800 kênh truyền thông báo chí điện tử, cả các kênh là VTV1, VTV2, VTV3, VT các tỉnh, chúng ta có khoảng 800 kênh truyền thông đó, nhưng không có cái kênh truyền thông nào hướng dẫn cho người dân phân biệt được dự án nào là dự án đa cấp, dự án nào là dự án đa cấp biến tướng lừa đảo. Không có TV báo chí nào nói cho anh chị em cô chú mình biết. Đó. Không có cái TV, không có cái kênh báo chí nào nói cho anh chị em cô chú mình biết cả. Đó. À, cảm ơn bạn Nguyễn Thu. Hello cô chú anh chị em trong livestream nha. À, cảm ơn bạn Nguyễn Thu, cảm ơn tất cả các anh chị em cô chú mình. Đó. Không có cái kênh nào đâu mọi người ạ. Không có cái TV nào, không có cái tờ báo nào nói cho anh chị em cô chú mình biết cách để mà phân biệt một cái công ty tốt, một cái tập đoàn tốt, một cái công ty nào xứng đáng để tham gia, một cái tập đoàn nào chưa xứng đáng để tham gia. Tại sao thế ạ? Tại sao thế ạ? Tại vì ngay từ lúc buổi đầu livestream là em Lai có chia sẻ rồi. Không có trường lớp nào dạy cả mọi người. Chính phủ Việt Nam chúng ta ngay tại thời điểm này đang đầu tư rất nhiều tiền cho đội ngũ công nhân viên chức đi học, học chứng khoán, học tiền số, học tiền ảo, học tiền crypto, học phân biệt được tài sản, tiêu sản, học đầu tư tài chính, học rất nhiều mọi người. Tại sao thế ạ? Tại vì nếu như không học thì cái đất nước Việt Nam chúng ta còn nghèo bền vững. Còn ngu thì còn nghèo mọi người ạ. Mọi người tin em đi. Còn ngu thì còn nghèo. Lúc nào mà còn ngu ở trong đầu thì còn nghèo mọi người ạ. Tại sao ạ? Tại sao người ta ở Thái Lan, người ta sang đây, người ta bỏ tiền ra, người ta mua 50% cổ phiếu của Vinamilk. Tại sao người ta mua 50% cổ phiếu của nhà máy bia Sài Gòn? Tại sao thế ạ? Tại sao người ta không mua 50% nhà máy điện gì EVN? Người ta không mua 50% của mỏ than khoáng sản, người ta không mua 50% của mỏ khai thác dầu. Tại sao những cái chỗ lỗ hàng đống tiền người ta không mua mà người ta lại toàn mua mấy cái chỗ lời? Đó là kiến thức đấy mọi người, đó là kiến thức, đúng không ạ? Người ta là cái đất nước phát triển, đúng không ạ? Người ta khôn hơn mình, người ta có tiền, người ta có trí tuệ, người ta có tầm nhìn. À, đơn giản có thế thôi mọi người ạ. Chỉ đơn giản có thế thôi. Tại sao ạ? Ví dụ em chỉ nói đơn giản câu chuyện như thế này thôi này. Người dân Hàn Quốc, người dân Đài Loan, người ta được gì ạ? Người ta được chơi với người Mỹ. Người ta được chơi với người Mỹ, chơi nhiều với người Mỹ. Người ta học được cái tư duy của người Mỹ, học được cái cách nghĩ, cách làm của người Mỹ. Khôn ra mọi người ạ. Các cụ bảo rồi, người Việt Nam chúng ta có câu thế này này: gần mực thì đen, mà gần đèn thì sáng. Mình chơi với thằng nó khôn mình cũng học được mọi người ạ. Chơi với thằng giỏi mình cũng học được.
mà không học được thì nó thấy mình ngu quá, nó tức quá thì nó cũng chỉ cho mình làm mọi người. Người dân gì ạ? Hàn Quốc người ta có bao nhiêu đâu? 25 triệu dân à? Mà đến hơn 20 triệu dân người ta biết đến cổ phần, cổ phiếu, doanh nghiệp. Người ta biết đến đầu tư. Người dân Đài Loan có bao nhiêu đâu? À gì? Người dân Đài Loan thì là 25 triệu người. Người dân Hàn Quốc thì là 50 triệu, 52 triệu người. Hàn Quốc 52 triệu người. Hơn 50% dân số biết đến đầu tư, cổ phần, cổ phiếu, doanh nghiệp. Trong khi đó người dân Việt Nam chúng ta 100 triệu dân, tính đến thời điểm này chúng ta mới có 6,3 triệu tài khoản nhà đầu tư. Đó. Tính đến thời điểm này Việt Nam chúng ta mới có 6,3 triệu tài khoản nhà đầu tư. Nhưng trong 6,3 triệu tài khoản nhà đầu tư đó, cái tỷ lệ mà có kiến thức rất là ít mọi người. Rất là ít. Và em Lai luôn là gì ạ? Luôn tin chắc chắn rằng trong 5 đến 10 năm tới, Việt Nam chúng ta sẽ có đâu đó khoảng trên 30 triệu tài khoản nhà đầu tư. Tại sao ạ? Tại vì chúng ta muốn giàu thì chúng ta phải học theo người giàu. Đúng không ạ? Mình muốn gì ạ? Mình muốn cái nền kinh tế của gia đình nó khá hơn thì mình phải học người ta. Đúng không ạ? Hay là mình cứ tưởng tượng đi, trong khoảng 5-10 năm về đây, người dân Việt Nam chúng ta sang Đài Loan lao động xuất khẩu rất là nhiều. Sang Hàn Quốc xuất khẩu lao động rất là nhiều. Sang Nhật lao động xuất khẩu rất là nhiều. Đó. Chúng ta vừa là đi làm, với đôi lúc chúng ta cũng sang đi học luôn đấy mọi người. Đó. Cảm ơn bạn Ngô Huyền. Em chào anh Lai. Cảm ơn Nguyễn Tính. Anh Lai nói thực tế hay quá. Cảm ơn em Hoa Cường. Rất đúng em ạ. Cảm ơn chị Huyền Huyền. Anh nói đúng quá anh ơi. Cảm ơn Trần Hà. Cảm ơn bạn Nguyễn Thu. Bây giờ đến 20 giờ là em phải đi ấy rồi, em đi họp và đi học rồi. Hẹn mọi người là 20 giờ tối mai. Cảm ơn em Minh Quân. À, bây giờ em chỉ dám nói thế này với mọi người ạ. Để mà lo cho bản thân mình, để mà lo cho gia đình mình, một gia đình đâu đó khoảng 10 người, mọi người chỉ cần bao nhiêu? Mọi người chỉ cần khoảng 300.000 cổ phần thôi. 300.000 cổ phần thôi bằng đi làm cả cuộc đời. Chưa chắc làm cả cuộc đời mà có được một cái khối tài sản bằng 300.000 cổ phần của tập đoàn này đâu. Đó. Đây em lấy một cái ví dụ thế này để cho mọi người thấy nhá. Anh Phong, giáo viên. Năm nay là năm thứ 24, lương 10 triệu một tháng. Anh ấy dạy 40 năm. 10 triệu một tháng thì có phải là 12 tháng là 120 triệu không ạ? 10 năm tỷ 2. 20 năm 2 tỷ 4. 40 năm 4 tỷ 8. Em làm tròn cho 5 tỷ. Về hưu, giả sử như được lương hưu 10 triệu một tháng đi, được chưa ạ? Bây giờ em lại tính ngược để cho mọi người thấy là gì ạ? Tại sao mà lại bằng là có 300.000 cổ phần thôi, một cái gia đình 10 người ổn luôn 100 năm. Ổn luôn, em xin nhắc lại là ổn luôn 100 năm. 300.000 cổ phần. Mọi người có 300.000 cổ phần trong tay là mọi người có bao nhiêu ạ? 300.000 đô. 3, 4, 12. 3, 2 là 6, 7 tỷ 2. Thôi tính 7 tỷ thôi. Mọi người cứ tưởng tượng là mọi người có 7 tỷ ở trong tay ấy. Với cái lãi suất trung bình tiền chia cổ tức bằng lãi suất ngân hàng, mỗi năm 700 triệu. Được chưa ạ? Mọi người có 7 tỷ, mọi người gửi ngân hàng, mỗi năm mọi người nhận về là 700 triệu tiền lãi. Thế thì giờ em hỏi mọi người là 700 triệu mà tiền lãi, 10 người có ok không? Em nghĩ là ok, tuyệt vời. Tại sao ạ? Giả sử như mỗi tháng mà chia đều cho mỗi người độ khoảng là gì ạ? 6 triệu. Ăn không hết rồi. Chắc chắn là không có ai ăn hết 6 triệu một tháng đâu. Đấy, mọi người cứ yên tâm đi. Đấy, và tập đoàn sẽ phát triển. Đúng không ạ? Và nếu như câu chuyện là lên sàn 5 đô thì mọi người nhân giúp em lên 5. Đấy, nãy là 700 nhân với 5, 5735 lại có 3 tỷ rưỡi. Đúng không ạ? Nhiều tiền lắm. Đấy, em là em không có sợ thiếu tiền đâu mọi người, em chỉ sợ là mọi người không sống đủ mà 200 tuổi mà ăn hết cái tiền chia cổ tức thôi. Đấy. Cảm ơn Hoàng Thanh Xuân, cảm ơn Quang Văn Cường, cảm ơn chị Nguyễn Tân. Bây giờ em xin phép đây.
em phải đi đi học đây, bây giờ em đi học, xin lỗi mọi người, 19 giờ ngày mai em lại phát livestream. Tối ngày mai em sẽ nói lại cái chỗ mà gì 300.000 cổ phần này bằng đi làm cả đời, bằng 10 người đi làm cả đời chứ không phải một người đâu. Đấy, em hẹn mọi người là tối ngày mai mọi người vào xem livestream của em. Bây giờ đến 20 giờ em đi học đây. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Đăng ký kênh để xem video mới nhất nhé. Xem chi tiết ở phần mô tả video này.